chào các bạn, hiện tại Kiều Trang đang có mặt tại Đắk Lắk, nơi mà con đường đến trường vẫn còn rất gian nan đối với nhiều em học sinh. Hôm nay, Kiều Trang sẽ đến thăm em Hoàng Minh Chiến. Từ khi sinh ra, Chiến đã không có bố, và năm ngoái, mẹ em vừa qua đời. Hiện em đang sống cùng ông ngoại đã già. Hàng ngày, Chiến phải đi bộ tận 8 cây số để có thể đến trường, rồi sau đó về phụ giúp ông lên nương làm rẫy. Mất mát nối tiếp mất mát, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Chiến vẫn không ngừng theo đuổi con đường học vấn của mình. Chiến là học sinh giỏi 5 năm liền, và năm ngoái em nhận giải khuyến khích cuộc thi tài năng tin học của tỉnh. Hãy cùng với Kỳ Trang trò chuyện với chiến binh nhỏ bé nhưng đầy kiên cường này nhé. Con tên là Hoàng Minh Chiến, năm nay con 11 tuổi. Con năm nay con học lớp 5C trường tiểu học Kim Đồng. Và học ở trong lớp thì con còn đứng thứ 3 của lớp. Các năm trước thì cũng đứng thứ 2. Và con được 5 năm học sinh giỏi. Nhà trường xa, ở xa lắm, khoảng tầm 8 cây số. Khi con không có xe đạp thì con lên trường con cũng thấy cực. Bây giờ đi học con có xe rồi thì con cũng thích thú hơn, với lại không bị bước bộ như ngày trước. Đi học về thì có lúc thì con làm cơm hoặc làm rau hoặc là rửa bát. Dạ, con đi phụ ông ngoại hôm như là thứ bảy và chủ nhật. Ông đi làm thuê để nuôi cháu, cháu đi học. Cái tối không thấy về thì cháu nó thắp đèn lên xong là nấu cơm về chở ông, làm rau chở ông, cùng hai ông cháu ăn. Xong ăn xong rồi cháu lại thắp đèn, lại rửa sách ra học. Xong khoảng 2-3 tiếng gì đấy, xong bắt đầu ngủ. Cháu này không, con mẹ của cháu nó là cũng sống không được, tức là vì là trẻ quá, thì uống thuốc từ từ. Vâng, thì khi mẹ nó mất là hai ông cháu khác ở trong nhà này, cứ hai ông cháu cứ ngày đêm chỉ có hai ông cháu không, chả có ai nữa. Bác lo thì khi ông nó già quá đâu đi rồi là cháu nó không biết, không có chỗ dựa, không lại không có chỗ ăn chỗ ở, mà tương lai của nó không có ai giúp đỡ nó, sợ cái đoạn này nhất. Thế về cháu Chiến là học giỏi cái cũng không bằng chị, cũng bằng em, thì cũng thấy cũng vui mừng. Mà trong nhà trường với lại trên nhà nước đảng cái giúp đỡ cháu nó được cái xe để đi học là trời, là tôi cũng rất mừng. Dạ, con ước mơ được làm thầy giáo. Tại vì làm thầy giáo có thể dạy cho các học sinh. Dạ, con sẽ dạy học để giúp ông ngoại.